Ngày 5 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ là chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập trong mùa khô 2020-2021. Tại buổi lễ, lãnh đạo chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đã dâng hương dâng hoa, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương anh dũng, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã cùng nhân dân các bộ tộc Lào anh em triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được hàng ngàn hài cốt các liệt sĩ về với quê hương Tổ quốc. Đây là lần thứ 35 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã vượt qua những khó khăn vất vả, gian khổ, hiểm nguy của địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt ở nước bạn Lào để tìm kiếm và cất bốc các hài cốt liệt sĩ.